nghe âm thanh được phát ra từ chiếc loa K08, một dòng model mới nhất của bên em. Và chiếc loa này được tích hợp hai chiếc micro đi kèm. Hiện tại thì em đang mở nhạc Bluetooth bằng điện thoại. Về thiết kế thì chiếc loa có thiết kế rất là đẹp. Hai bên tai có kép bass đầy đủ năng. Đúng rồi, một lần sẽ làm ở chính giữa. Đi kèm với nó là cặp micro để chúng ta có thể điều chỉnh được echo và bass xếp. Hello. Chúng ta có thể chỉnh EQ, echo, volume, các thứ trên chiếc micro này luôn. Hello. Đó, như em tắt echo là em vẫn tắt bằng trên chiếc micro luôn. Ngoài ra là chúng ta vẫn có thể thay đổi được cái tần sóng ở trên chiếc micro này. Thì nghĩa là chúng ta nếu mà hát mà có bị đụng sóng với micro khác, chúng ta có thể thay đổi được tần số luôn. Hello. Đó, và EQ thì mỗi một lần chúng ta bấm nó sẽ thay đổi cái chế độ EQ để cho giọng hát nó bay sáng hơn ha. Hello. Echo thì chúng ta có thể tăng giảm tùy thích để chúng ta karaoke gia đình. Ngoài ra thì bên trên loa nó cũng có nút tinh chỉnh EQ dành cho nhạc và các chế độ như là phân đi, tiếng cười, rồi những cái hiệu ứng đi kèm, chế độ MC. Chế độ MC này là khi mà chúng ta nói chuyện thì nhạc nó sẽ nhỏ lại để dành cho các cô chú bán hàng, chúng ta có thể sử dụng để bán hàng đi. Như các bạn thấy là bên hông nó được thiết kế bằng gỗ rất là đẹp. Có hai cái khay để chúng ta đựng được micro và vừa có thể sạc pin luôn. Phía mặt sau của ta là sẽ có cổng sạc nhanh 5V, USB thể nhớ và một cái lỗ để chúng ta kết nối với lại các thiết bị âm nhạc khác để phát ra loa. Hai lỗ thông hơi dành cho súp. Cả nhà có thể ngắm sơ lại chiếc loa này. Em đang thâu hoàn toàn bằng âm thanh thực tế bên ngoài để cho mọi người nghe và cảm nhận. Rõ ràng rất mạnh. Mời các bạn nghe thử một bài nhạc trẻ luôn. Micro các bạn nghe thế nào ạ? Rất là rõ ràng. Nếu như mà những bạn nữ mà có nhu cầu mua về để giải trí trong nhà, trong phòng ngủ thì thích hợp. Cảm giác đèn sao em lén lút bên ai? Tại phút vai kề môi ok fine, anh như chưa tồn tại. Đợi còn gì đáng bằng khi em sắm thêm người sau? Tẹo khúc sông này được nơi sâu, nhà mai này em tin sai bài. Xong có khúc người có lúc yêu mấy chút chỉ đứng nước. Phần duyên này là tàn pha. Rồi em sẽ lấy một đoạn để em test thử cái video của chiếc loa để cho cô chú anh chị nghe thử nha. Tặng quà gì để đón? Chà cho em những vết thương em xếp ngăn nắp bao anh bao ngày. Người duyên không cần quan tâm, yêu đương gì đâu mới thân. Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xa. Bởi vì yêu em mỗi nên anh không bỏ.
các bạn vừa đang là vừa nghe xong bài hát mà em test với lại chiếc loa K8. Đây là một chiếc micro có thể điều chỉnh hoàn toàn cho thân mic, volume, EQ, echo các thứ và thay đổi tần số trên micro. Nếu như mà các bạn yêu thích sản phẩm này, có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn trực tiếp tư vấn cho mọi người với mức giá chưa đến 2 triệu đồng, chỉ với 1 triệu mấy mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc loa xịn sò để có thể karaoke mọi lúc mọi nơi. Còn bây giờ xin phép chào tạm biệt.